hai giờ tao con người rồi. Bây giờ mình lại đóng cái hùng để mình chuyển con lửa đuôi 21 của mình đó mọi người, thì mình chuyển đi. Thì khi mà mình vừa đăng thì khoảng 15 20 phút sau là có người chốt rồi nha mọi người. Giờ thì bắt đầu mình châm nước với lại bỏ sâu vào mình sàn để sáng nay mình chuyển đi sớm không. 3 giờ sáng là bắt buộc phải đi, 4 giờ gửi là xe chạy rồi mọi người. Từ nhà mình xuống dưới là gần khoảng 1 tiếng đồng hồ, cho nên mình phải tranh thủ. Với lại thì mình muốn chia sẻ với anh em cái này. Thì tôi nói là anh em chơi chim thì cũng biết rồi đó, chơi chim là vì đam mê thôi. Chứ mình thấy mình cũng không có phải là mình chia sẻ anh em cái này là mình nói xấu hay là gì đó. Thì thật sự mà nói là mình có một con chim mình bán, và bạn đó thì cũng mua con chim của người khác đúng không mọi người, rồi mua với lại giá trị quá cao mọi người. Khi mà vợ biết rồi, hai chồng xảy ra xích mích nữa. Thì thật sự mà nói là khi đã anh em đã chơi chim rồi thì nên hỏi ý của vợ chơi như thế nào vừa tầm, chứ đừng có gọi là mê quá mọi người. Mình chơi bây giờ mà mê rồi mình cuồng quá rồi, mình phải làm bằng mọi giá để có được nó, rồi sau đó mình chơi đã mình chán. Thật sự mà nói là con chim nó không có tội tình gì hết mọi người, thậm chí nữa thì vợ chồng chung sống với nhau thì mình cũng biết rồi, thì phải hòa thuận với nhau thì gia đình mới êm xuôi. Còn này mà cứ lục đục biết thì xảy ra chuyện hai vợ chồng này kia thì cũng cũng không có hay mọi người. Còn mình thì chủ yếu mình bán chim cho anh đam mê chơi thôi, chứ không phải là mình bán chim để mà mình cho làm cho gia đình anh em xào xáo, cũng có vậy đó nha mọi người. Mình không thích như vậy. Anh em thì hồi sau mà nói mình cho mình chia sẻ lại anh em mới là con chim mình thì cũng không có tội tình gì hết mọi người. Khi hồi sự mà đi xa quá cũng rất là mình rất là lo mọi người. Giống như giờ vừa rồi là mình chuyển hai con lửa máy đi Phú Quốc đó mọi người, thì do đợt bão vừa rồi ngày hôm qua là nó phải ở một đêm lại ở bên phà bên này mọi người, cho nên mình rất là lo. Và mình có gọi hỏi bạn đó khi nào nhận chim được chưa hay sao, thì đi thì mình luôn luôn là quan tâm đến chim của mình mọi người, chứ không phải là mình bán cho anh em xong mình hết trách nhiệm đâu nha, không có đâu mọi người. Thì giờ mình sẽ bắt con 21 ra mình đo, tại mình gửi đi, tại vì ảnh thì không có Zalo hay Facebook gì hết, cho nên là mình phải làm cái clip này để mình đăng lên để cho ảnh có thể là ảnh xem ảnh thấy được là con chim mình đưa cho ảnh đi là nó đúng là con chim ban đầu của mình quay, chứ không phải là mình táo con chim khác vô để rồi mình bán. Đây, nó đây mọi người thấy nó, nói chung là thợ bắt nó chỉ có mới 1 tuần thôi mọi người, nhưng mà khá là dạng mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Bản đuôi rất là to luôn mọi người. Con này còn phơ, nếu mà anh em mà chăm lông tốt thì mùa sau thì mình nghĩ là đuôi nó sẽ dài hơn nữa, chứ không phải là ở gần ở điểm 21 như thế này đâu mọi người. Giờ mình sẽ bắt nó ra để mình sang lòng. Con đuôi dài như thế này mọi người bắt rất là sợ nó gãy đuôi mọi người ha. Đây móng mỏ nó đầy đủ hết, còn nguyên luôn nè, mắt mắt còn nguyên, mũi nó thông luôn mọi người. Đây, mọi người nhìn ha, nó có cái chấm trắng à. Còn mặt mũi nó thì mình không biết là sau này có trắng nữa hay không thì mình không biết, nhưng mà trước mắt là mình thấy có một cọng trắng ở dưới cào đó, để mọi người cũng thấy nè. Giờ thì mình cho nó vào bên cái lồng bên này thôi, và buổi sáng mai chuyển nó đi. Đó, giờ thì mình đóng cửa lồng lại thôi. Thì mình cũng chia sẻ với anh em như vậy, do là mình cũng là mình nói là khi
bán chim mà gặp phải những anh em như vậy á, mà nghe anh em cởi thì mình thật sự nó rất là buồn luôn mọi người. Rồi cởi là vừa mới đánh vợ xong vì mua con chim đó này kia nữa, thì nhiều lúc mình cảm thấy thì nó không có đáng đến nỗi mà mình phải bắt chuột luôn nó đâu. Con chim nó giá trị hay mọi người, thì tính ra con đó gần 7 triệu chứ không phải ít đâu mọi người. Và mua thì nó bị có lỗi, nhưng mà thật sự mà nói thì mình, khi mà em xem được video này của mình nói á, thì mình anh mong rằng á, và em đừng nên chơi chim nữa, khuyên câu chân thành luôn. Em chơi chim rồi xong em mau chán quá. Chơi chim rồi chán, rồi nghe anh em này người khác nói qua nó vô, thì nói chung là những người như vậy thì mình thấy là không nên chơi chim đâu mọi người. Ví dụ một con chim mình mua ha, nó ví dụ nó trị giá khoảng cho mình ví dụ 5 triệu đi ha, và cái thằng khác nó tới nó nói ui con chim đó là mình tới 5 triệu tôi mua dùng 3 triệu thôi, chim mày xấu quá, phu chim tao nữa đó. Vậy cái mình nghe cái mình nói, cái thấy mình thấy tức rồi ha. Rồi người khác nữa nó ui con chim mày qua coi chim của tao nè đó, vậy cái mình tự nhiên không cái xảy ra nhiều thứ đó mọi người. Mặc dù là con chim đâu có tội tình gì, với lại người bán thì đã một khi đã mua rồi, mình đã nói là mình mua vừa bán cho nên nó rất là khó lòng ở cái chuyện mà mua chim bán chim. Những anh em biết chơi thì không nói, còn những anh em mà mới chơi mà chơi dạng chụp chững rồi nghe người này nói người kia nói, cái nó ra nó vô cái dễ mất lòng anh em đúng không ạ? Nhưng mà thật sự mà nói khi chim mình bán ra rồi anh em bán lại mình vẫn mua lại bình thường không sao, từ khi đựng anh em đựng tráo con chim của mình thôi. Thế lại là mà khi mà chim mình đã đi rồi thì thường là mình lúc nào mình cũng kiểm tra trước cho anh em, cho nên là chim anh em khi mà anh em chia lại cho mình mình bắt buộc mình cũng phải kiểm tra lại, chứ lỡ anh em nuôi thì riêng dòng lửa mình sẽ bắt lại luôn chứ mình không kiểm tra đâu mọi người. Tại vì lửa của mình thường là lửa nó sẽ rất ít tật lỗi mọi người, cứ từ khi là mù hay là đuôi gãy móng này kia thôi, cái đó thì mình mới kiểm tra lại. Còn như là khú mi thì chợ hang đó mọi người, thì cái dòng đó rất là dễ xin lỗi, khi mà anh em nuôi trong vòng khoảng một tuần thôi là con chim sẽ khác liền mọi người. Còn mà khoảng 4-5 ngày thì con chim nó định, nếu mà nó đã có lỗi thì sẽ xảy ra từ trong 4-5 ngày đầu tiên. Còn mà khoảng nó nuôi khoảng một tuần nửa tháng là mình thấy bắt đầu là con chim nó có thể là bị nó ngoái nó ngước luôn mọi người, nên là cái thời gian đó là mình phải kiểm tra lại con chim của mình. Thì nhưng mà nó nói với anh em là kiểm tra là thường họ kêu mình kiểm tra trong vòng 3-4 ngày mà họ nói này nó kia để kéo thời gian ra để không còn cái thời gian bảo hành con chim á, thì cái đó là đúng có mọi người. 4-5 ngày thì xong rồi, thì qua bắt đầu từng qua một tuần nữa là 1-2 tuần là con chim bắt đầu sẽ sinh ra lỗi. Do ví dụ là mình treo cái bóng đèn đúng không? Ê, cho mình quay bóng đèn cho mọi người xem nè. Mọi người thấy không? Mà mình treo con chim nó khắp hơn cái bóng đèn đó là tất nhiên nó sẽ sinh lỗi thôi. Còn mà treo á, bình thường treo cao hơn thì như mình cũng nói anh em người khú vô hồi mình phải treo cao hơn được để treo khắp bóng đèn. Khắp bóng đèn nó sẽ lỗi hết à. Thôi, bây giờ mình xin cúp ra đây nha mọi người. Tại vì mình cũng phải đi nghỉ để sáng 3 giờ phải dậy rồi. Thì mình xin kết thúc được tại đây. Làm biệt tất cả mọi người nha, hẹn mọi người lên clip sau. Thì nên là cần cái chim mình thì sẵn đó mình báo luôn là ngày mai mình sẽ về tiếp 5 con. Tại vì 5 con này là ở vùng khác, nó cũng ở Cát Tiên nhưng mà ở góc đất Min mọi người. Ở bên mấy đất Min đó, anh em đi đánh ở bên đó. Thì báo là có. Thì ngày mai mình mới có nhận đem về mọi người. Cho nên là sẽ trưa mai mình sẽ quay cái video cho mọi người xem là mình ra những chú chim gì. Thì giờ chỉ có 4-5 con thôi vậy, thì chỉ báo mình vậy thôi, còn chim như thế nào mình vẫn chưa biết mọi người. Đuôi dài không có mọi người, tại vì đuôi mới ra thôi, thì mình chỉ báo anh em vậy. Thì chờ sáng mai mình sẽ quay cho mọi người xem ha.